Kính thưa thủ tướng, thưa các đồng chí, quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, giáo dục và rèn luyện, là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác và sự đùm bọc che chở của nhân dân, quân đội ta đã lập nên những chiến công hiển hách, tô thắm tan sử vàng chói lọi của dân tộc, và đang phấn đấu xây dựng một quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa các đồng chí, đến với hội thi tuyên truyền viết đề Liên đoàn năm 2014 hôm nay, với chủ đề Tuổi trẻ Liên đoàn tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh, xứng danh bộ đội cụ Hồ, là dịp để tuổi trẻ chúng tôi bày tỏ sự biết ơn và niềm tin tự hào sâu sắc về một thế hệ anh hùng, một quân đội anh hùng và một dân tộc anh hùng. Thấm nhuần lời dạy của Bác hơn lúc nào hết, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang đồng lòng ra sức thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thế hệ thanh niên quân đội nói chung, tuổi trẻ lữ đoàn chúng tôi nói riêng, luôn ra sức rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, kiến thức mọi mặt, làm chủ khoa học công nghệ, đặc biệt là trong rồi tu dưỡng đạo đức cách mạng, trở thành những người vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng là những chủ nhân của đất nước trong thời kỳ mới. Ngược dòng lịch sử, cách đây 70 năm về trước, chấp hành chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, nay là quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập tại khu rừng nằm giữa hai tổng hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, thuộc huyện Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, gồm 34 chiến sĩ do đồng chí Võ Nguyên Giáp tổng chỉ huy. Phương thức hoạt động của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. Kính thưa các đồng chí, thực hiện lời dạy của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, trong một tháng phải có hoạt động, trận đầu nhất định phải thắng. Tuy lực lượng ít, vũ khí trang bị thô sơ, nhưng chỉ mấy ngày sau khi thành lập đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở Phan Khắc và Nàng Ngần. Cả hai trận đánh đầu tiên, quân đội ta đều giành thắng lợi, đã mở đầu truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng trận đầu của quân đội ta, suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Thưa các đồng chí, trong kháng chiến chống thực dân Pháp đã có biết bao trận đánh thắng lợi, bao chiến công hiển hách của quân đội ta đã làm rạng danh non sông ta, dân tộc ta. Nhớ lại ngày 19 tháng 12 năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đối, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Lời kêu gọi của người như một động lực to lớn, khích lệ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, giáng cho thực dân Pháp những thất bại nặng nề liên tiếp, từ chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch biên giới, chiến dịch Thu Đông, và được kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Vâng, cứ điểm Điện Biên Phủ được thực dân Pháp huy hoàng khoác lác, gọi là pháo đài bất khả xâm phạm. Song với ý chí và quyết tâm cao độ của quân và dân ta, với 56 ngày đêm quét núi ngủ hầm, mưa dầm cấp vắt, máu tồn bồn non, gan không đúng, chí không mòn, và tài thao lược của đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Đó là một quyết định có tính lịch sử, góp phần đập tan cứ điểm Điện Biên Phủ. Tướng Đờ Cát cùng toàn bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy địch.
Thưa các đồng chí, chiến thắng Điện Biên Phủ biểu tượng cho sức mạnh của dân tộc, của truyền thống quân đội anh hùng, mãi mãi khắc sâu trong tiềm thức của người dân Việt Nam, như một chiến công chói lọi nhất trong lịch sử, như một bạch đằng chi lăng của thế kỷ 20. Đất nước hòa bình chưa được bao lâu thì đế quốc Mỹ lại hết cảm pháp lao vào miền Nam Việt Nam hòng cướp nước ta một lần nữa. Đất nước ta lại hai miền chia cắt. Em ở bờ Nam đang mong chờ mong đợi các anh về giải phóng quê hương. Anh ở bờ Bắc quyết xung phong rất giặc, thương bờ Nam lửa khói cuộc đời, mong một ngày mai nước nhà sum họp để anh em Nam Bắc tay trong tay. Đúng như lời Bác nói, miền Nam là máu của Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Khát vọng thống nhất đất nước luôn cháy bỏng trong tâm hồn của mỗi người dân Việt. Toàn dân góp sức, cả nước đồng lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã anh dũng chiến đấu trên tuyến đầu giết giặc, lập được nhiều chiến công hiển hách. Nhớ lại thời điểm tháng 7 năm 1966, khi Mỹ dùng máy bay B-52 ném bom Hà Nội và Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi đối với quân và dân ta. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Này, Tổng thống Từ Lâm Sơn, ngươi hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này: ai đã phá hoại hiệp nghị Geneva rồi? Là hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Phải chăng quân đội Việt Nam đang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Ở nơi Hải Phòng và một số thành phố xứ nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Câu nói Bác Hồ đầy khí phách đó đã trở thành động lực mạnh mẽ, khích lệ hàng triệu triệu quân và dân ta trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt. Với ý chí quyết chiến quyết thắng của quân đội ta, là dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được độc lập. Trên tinh thần đó, quân và dân cả nước đã đánh bại 4 chiến lược chiến tranh qua năm đời Tổng thống của Mỹ, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trước thế và lực mới trên chiến trường, với phương châm chỉ đạo tác chiến của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương là thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 bắt đầu. Trên cơ sở những thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên chiến trường, ngày 14 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Các đơn vị chủ lực của quân đội ta đã thực hiện cuộc hành quân thần tốc từ các hướng tiến về giải phóng Sài Gòn. Thật vinh dự tự hào, trong đội hình trùng trùng điệp điệp đó, bộ đội tăng thiết giáp chúng ta đã sát cánh cùng năm cánh quân tiến thẳng vào dinh độc lập, đập tan xào huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Đúng 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ giải phóng đã tung bay trước tòa nhà chính dinh độc lập. Hình ảnh chiếc xe tăng 390 hốc đồ cánh cổng tiến vào dinh độc lập mãi mãi in dấu, ghi lại khoảnh khắc hào hùng nhất của dân tộc. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng là thắng lợi vĩ đại nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ, ác liệt nhất, nhưng cũng vẻ vang nhất
xung tâm của kháng chiến nước ngoài xâm của dân tộc ta, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất tổ quốc. Chúng ta vô cùng tự hào về một dân tộc anh hùng, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tự hào về quân đội ta, một quân đội anh hùng, một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với lời khen ngợi của người. Quân đội ta cùng với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Chúng ta luôn khắc ghi công ơn của thế hệ cha anh đi trước, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình để đất nước được hòa bình thống nhất, và những người mẹ Việt Nam anh hùng đã tiễn chồng con ra trận, ra đi không trở lại. Máu và nước mắt là những ký ức không dễ nhạt nhòa. Chiến tranh đã để lại biết bao vết thương lòng trong trái tim những người mẹ ấy. Chúng ta biết ơn sâu sắc những tấm gương choi người, lòng dũng cảm, hy sinh cả tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của tổ quốc. Tiêu biểu trong khí phách của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ quân đội, đó chính là Bế Văn Đạt lấy thân mình làm xa súng, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lố châu mai, Hồ Vinh Diện hy sinh thân mình chèn pháo, và lịch sử còn mãi ghi nhớ đến Hồ Chí Minh dùng thủ pháo tiêu diệt xe tăng địch, hay anh hùng Hoàng Phò Mạc, người chiến sĩ xe tăng gan dạ, và những tấm gương sáng ngời như Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thủy Trâm đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để tạc vào huyền giác Việt Nam, dáng đứng hiên ngang, bất diệt và sống mãi trong trái tim tuổi trẻ chúng ta. Máu của các anh đã tô thắm màu cờ tổ quốc, các anh ra đi cho đất nước đẹp mãi những mùa xuân. Noi gương các anh và phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Thưa các đồng chí, truyền thống hào hùng của dân tộc, của quân đội luôn hiện hữu trong hành trang của mỗi chúng ta. Đối với tuổi trẻ chúng tôi, trong hành trang ấy còn cho người những trang sử vẻ vang của lữ đoàn 206 anh hùng. Ra đời trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, trước những đòi hỏi khách quan của chiến trường khu 4, ngày 23 tháng 11 năm 1972, trên đất Tổ Hùng Vương, nơi còn âm vang lời dạy của Mác, các phố hùng đã có công dựng nước, bắt cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lữ đoàn tăng thiết giáp 26, tiền thân là trung đoàn tăng thiết giáp 26 được thành lập. Trong kháng chiến chống Mỹ, lữ đoàn chúng ta vô cùng tự hào góp một phần công sức vào cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Những tấm gương sáng tiêu biểu cho ý chí kiên cường, gan dạ trong chiến đấu như đồng chí trung đội trưởng Trương Xuân Ngòi, quá trình chiến đấu đã chỉ huy xe mình lao thẳng vào chiếc xe M48 của địch, cùng đồng đội lao lên bắt sống xe tăng này. Hay đồng chí Nguyễn Văn Quý, chính trị viên đại đội 1, người đầu tiên cùng chiếc xe cắm lá cờ cách mạng trên nóc nhà Bộ Tổng tham mưu ủy vào 11:30 ngày 7 tháng 5 năm 1975, tô thắm màu đỏ lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta. Qua gần 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lữ đoàn 26 đã không ngừng lớn mạnh, lập được nhiều chiến công xuất sắc. Với những thành tích đạt được, lữ đoàn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý. Đặc biệt, vào ngày 11 tháng 6 năm 1999, lữ đoàn được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới. Hôm nay đây, đứng chân trên mảnh đất phù quỳ giàu truyền thống cách mạng, địa bàn chiến lược của khu vực miền Tây xứ Nghệ, nơi mà cách đây 63 năm người đã về sau, với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trong những năm qua, lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 4. Tham gia các nội dung hội thi, hội thao đều giành được nhiều thành tích cao. Hình ảnh của lữ đoàn không ngừng đổi thay từng ngày.
cơ sở hạ tầng được củng cố, nâng cấp về mọi mặt, nhà ăn, nhà ở bộ đội, nhà làm việc, khu vui chơi, khu thể thao được xây dựng căng căng, hệ thống đường được bê tông hóa, nhựa hóa. Những chiếc xe tăng năm xưa năm tiến nay lại về với đất mẹ yêu thương, đất phù quỳ cho ta cái ngọt, nơi yêu mộng cho cái màn mai sau. Sắc mới nghĩa đàn, hoa thắm nở miền Tây. Lịch sử lữ đoàn thật vẻ vang, truyền thống lữ đoàn thật hào hùng, đó là biểu hiện cụ thể của bản chất cách mạng của quân đội ta, là kết tinh giữa những phẩm chất quý báu của hàng vạn cán bộ chiến sĩ trong suốt gần 42 năm qua. Dù trong hoàn cảnh nào, tính chất nhiệm vụ ra sao, thế hệ trẻ chúng tôi xin hứa luôn tích cực học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đấu tranh chống lại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới theo nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 xác định. Nối tiếp bước chân bộ đội Cụ Hồ, thế hệ chúng tôi, những người con của binh chủng thép, luôn khắc sâu truyền thống đã ra quân là đánh thắng, quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết đại hội đoàn các cấp, gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, nhằm không ngừng xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, kiên định về ý chí và hành động, với hào khí mới, sức đột kích mới, vươn tới những đỉnh cao mới. Cùng với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong những năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp, giao lưu, kết nghĩa với những hành động và việc làm cụ thể. Thông qua các hoạt động của đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã, đang và sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới. Uống nước nhà nguồn, đền ơn đáp nghĩa, gặt lúa làm đường, vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh, phòng chống báo lũ thiên tai, giúp dân xóa đói giảm nghèo, vân vân, là những nhiệm vụ mà chúng tôi vẫn làm sau tháp pháo. Tích cực tham gia hiến máu nhân đạo do Ủy ban Nhân dân thị xã Thái Hòa tổ chức, tham gia lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Trong năm 2013, đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể địa phương kết nghĩa giúp nhân dân vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh được 10 km. Đồng thời, thông qua các hoạt động phối hợp kết nghĩa đã giáo dục và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho tuổi trẻ trong đơn vị. Vâng, dấu vẫn còn đó đầy những khó khăn, thử thách và gian khổ, nhưng lớp lính âm thầm những người lính xe tăng luôn đầy ắp niềm tin, sự lạc quan và tự hào, cùng các ca vang giai điệu binh chủng ta, năm anh em tên một chiếc xe tăng. Kính thưa các đồng chí, truyền thống hôm qua là sức mạnh hôm nay, với tuổi trẻ thanh niên bừng lên sức sống,
tự hào tuyên tống tiện bước cha anh xứng danh bộ đội cụ Hồ. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng công bền, đào núi và lấp biển, quyết ý ắt làm nên. Tuổi trẻ chúng tôi mãi dương cao lá cờ, quyết chiến quyết thắng và truyền thống của lữ đoàn 206 anh hùng. Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, tự lực cần kiệm xây dựng đơn vị, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, đã ra quân là đánh thắng. Tập trung cao độ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình tham gia hội thi tuyên tuyển bến tè của đội 2 đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn thủ trưởng cùng các đồng chí đã quan tâm theo dõi.